Tự doanh chứng khoán xin gửi cái lời chào tới anh chị và các bạn. Thì, thưa với anh chị và các bạn là gần đây thì trên cái diễn đàn F189 Facebook thì có anh Vũ Đức Hiệp. Thì anh đây là một admin của cái diễn đàn F189. Và anh có rất nhiều những cái chia sẻ, những cái tập hợp và những cái sưu tầm về kiến thức chứng khoán. Thì tôi đã xin phép và được sự đồng ý của anh thì hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ một cái chủ đề về kiến thức chứng khoán mà anh Hiệp đã chia sẻ trên diễn đàn F189. Thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đó là ba cái bộ lọc cổ phiếu cơ bản. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì trước đến giờ chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng thường hay hỏi nhau rằng là anh chị đầu tư như thế nào? Anh chị thường thì hay mua các cái cổ phiếu là gì? Và thưa với anh chị là chúng ta cũng hay đặt ra câu hỏi là tại sao thì chúng ta đã lại giải ngân và mua vào cổ phiếu đó. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ về vấn đề này. Thì thường thì ai cũng biết là phải chọn cái cổ phiếu tốt, nhưng mà ít người biết tới là cái cách chọn như thế nào. Thì hôm nay thì Tự Doanh Chứng Khoán sẽ chia sẻ là với anh chị và các bạn cái kiến thức là sẽ có ba cái cách chọn. Cách chọn thứ nhất đó là cách lọc cổ phiếu midcap mà đang trên cái đà tăng trưởng. Thì các cổ phiếu midcap mà đang trên đà tăng trưởng thì phải có vốn hóa là trên 500 tỷ đồng, có EPS là trên 3.000 đồng một cổ phiếu và có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng khoảng trên 25% trở lên, và có ROE là từ 15%. Và cái phương pháp sử dụng để lọc tìm các cổ phiếu này là tìm ra nhiều mã cổ phiếu dẫn đầu. Thì cái cách lọc tìm cổ phiếu thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn đó là cách lọc các cái cổ phiếu mà penny đang trên cái đà tăng trưởng. Thì việc vì nó là những cổ phiếu penny, cổ phiếu nhỏ, vốn hóa thấp nên là vốn của nó là dưới 200 tỷ đồng và lợi nhuận thì thường thì các quý phải trong cái quý gần nhất ấy thì phải tăng trưởng 25%. Lợi nhuận mà theo cái 4 quý gần nhất thì là phải dương, tức là phải tăng và có ROE trên 15%. Cái phương pháp này thường hay được sử dụng trong cái việc mà cái đoạn trung và cuối của một cái chu kỳ sóng tăng, trung và cuối chu kỳ sóng tăng. Cái phương pháp được khá là nhiều người đang sử dụng và ưa chuộng hiện nay, có sự kết hợp với các cái phương pháp khác nữa. Đó chính là cái phương pháp là ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn ở đây. Đó là cái phương pháp lọc cổ phiếu breakout, tức là đang có một cái xu hướng tích lũy hoặc là có một xu hướng giảm trước đó mà bắt đầu một cái xu hướng tăng mới. Thì những cái cổ phiếu này thì thông thường nó có những cái dấu hiệu là sẽ có cái biến động trong một tuần, là sẽ trong cái tuần gần đây á thì thường là tăng trên 10%, có biến động trong tháng gần đây thì đã tăng dưới 20%. Vì dưới 20% là để chúng ta đề phòng cái rủi ro. Và cái phương pháp sử dụng là sử dụng cho những cái mã giảm trong 3 tháng và bắt đầu là có cái dấu hiệu hồi phục. Và cái việc mà chu kỳ giảm này thì trong cái 3 tháng gần đây thì nó có cái chu kỳ giảm sâu. Thì trên đây là vài cái bộ lọc